被逼当傀儡，谁是弱者想作对？谁在夜深的角落里可忘记恐惧？谁现实中不气馁？谁人梦想却已粉碎？谁在预先精心布局里，不知道谎言已被爱默许？是非的演变过程，故事发掘下去，可有一个理由作罪？是放下是踌躇，有没有真理绝对？可能一世奋力去追，无休止争斗旅程，往事逐渐逝去，可会感到流年似水？一双眼远离挑拒，一个镜头在这背后总会带眼泪，而真相要问谁？Chuyện gì? Mọi người có thể giúp ta một chút không? Mỗi một giây trên màn hình đều có thể là mấu chốt để phá án. Bye bye. Dắt vợ cho mọi người qua uống trà chiều đi. Madam. Ăn thì ăn, cũng phải tập trung tinh thần quan sát. Yes, madam. Nhã Tình, qua đây ăn. Lát nữa mới ăn. Tư Đồ, có phát hiện gì không? Chưa có. Quan sát mấy ngày rồi, không có ai tới thám thính tình hình, uổng công thôi. Tình báo nói sẽ có người đánh cướp tiệm vàng ở khu này, nhưng không biết là tiệm nào và khu nào. Tôi biết mấy hôm nay cực khổ cho các vị, nhưng mà tình báo của tôi rất chuẩn xác, cho nên mọi người đừng có lơ là. Ok. Yes, madam. Ý, màn hình số 13, góc phía trên bên trái. Phóng đại cho lớn một chút. Yes, madam. Quỳ ở chỗ đông người bỗng muốn cầu hôn hả? Thời thế thay đổi, con gái bây giờ ngang ngược vậy sao? Chỉ là trường hợp cá biệt, là do đôi trai gái đó có vấn đề. Cặp đôi nam nữ này rất có khả năng chính là bọn cướp muốn đánh cướp tiệm vàng. Hai người họ sao? Tôi nói tới hai người đang xách hành lý. Họ giống như đang nhìn cặp tình nhân cãi nhau, nhưng góc độ họ nhìn không có giống nhau. Nhưng hình như họ đang nhìn nhân viên cảnh sát ghi sổ. Hãy phóng lớn điện thoại của anh lên, xem thử có thể nhìn thấy ảnh đang đánh gì không. Dạ. Điện thoại của anh ta có dán giấy chống xem trộm. Ảnh có hình xăm kìa. Kiếm lại giùm tôi đồng băng ghi hình phía ngoài tiệm vàng cùng khoảng thời gian này ngày hôm qua. Dạ trở. Phóng lớn người đàn ông đang cầm điện thoại. Không giống, người này ăn mặc sành điệu hơn và cũng không nhìn thấy rõ mặt. Ngừng, phóng lớn tài của anh. Chính là hắn. Anh đã thách thức tình hình hai ngày, hãy mau hành động. Không cần phải coi nữa, tới phòng họp bố trí hành động ngay. Yes sir. Sao còn không đi? Chúng ta đã đợi 4 ngày, không còn thời gian nữa đâu. Đang làm việc mà dám ra ngoài chuyện mua sắm với tôi, đối với tôi tốt thiệt đó. Cô Agava à, cô nói tới chuyện hôn nhân đại sự nghiêm trọng quá à. Cô Trần Ni, hôm qua chúng ta chỉ là tới đây cùng với người ta, hôm nay thì không giống hôm nay gì mình. Vậy chị cảm thấy Alice
quen với lại tên cao phú soái kia bởi vì cổ đeo vòng thủy tinh màu hồng đó sao? Qua ai cũng cho rằng là vậy đó. Cánh tay của cổ còn to hơn đùi của chúng ta. Nếu không phải tại ông chủ bán chiếc vòng quý báu của tiệm cho cổ thì cổ làm sao dễ dàng quen biết được anh cao phú soái? Ở chỗ này hình như là có chút khác thường. Vậy à? Có gì khác thường? Ít nhất là có ba điều khác thường. Thứ nhất, hôm qua ở chỗ này có ba người đứng bán điện thoại, hôm nay chỉ còn lại hai người. Thứ hai, nhân viên bán hàng hôm nay tự nhiên lại đi bán báo. Điều thứ ba, hôm qua rõ ràng người nhân viên bán hàng đội cái nón có chữ chi này, hôm nay lại được đội lên đầu của một cô gái đang hút thuốc. Nghe cô nói vậy hình như có vẻ đúng. Tôi nhớ ông chủ sạp báo kia hơi vàng chút. Tôi biết rồi, nhất định là ông bị bệnh nên kiếm con trai bám giùm. Sao lại vậy? Tại vì anh Trung bị bệnh nên cậu Lương đi thế chỗ. Janet nói sợ nắng nên cậu Will đưa cái nón cho cổ đội. Đúng là không chuyên nghiệp. Nhân viên cảnh sát 3 giờ mới đi ghi sổ. Sau khi ghi sổ xong thì bọn cướp mới xuất hiện. Anh em ở dưới lầu để ý hai cô gái đang đứng trước cửa tiệm vàng. Anh à, xin lỗi, sao không thấy ông chủ đâu vậy? Ông bị bệnh à? Phải. Vậy anh nhất định là con trai của ổng. Ồ, vậy mà cũng bị cô đón chúng. Rất giống nhau có đúng không? Giống, giống ghê lắm. Cảm ơn nhiều nha, mình đi. Được rồi. Sao nhiều chuyện vậy chứ? Nhân viên cảnh sát đã ghi sổ. Nhà anh đẹp trai, hỏi anh chút chuyện nha. Cô gái đang hút thuốc đối diện có phải là bạn gái của anh hay không? Đúng vậy, sao cô biết? Will, mục tiêu đang ở phía đầu đường đi tới. Đuổi hai cô gái đó đi ngay. Nhưng mà bạn gái của tôi rất ích kỷ. Nếu thấy tôi nói chuyện với hai người đẹp thì cô sẽ giận đó. Thì xin lỗi, chúng ta đi đi, đừng có làm phiền người ta nữa. Xin lỗi ha. Bye bye. Thì xin lỗi, bye bye. Mục tiêu còn 20 bước nữa tới tiệm vàng. Tất cả hãy sẵn sàng. Chuẩn bị bắt người. Nguyên, cảnh sát, đứng yên, không được đổ xuống. Cảnh sát, từ từ bỏ súng xuống, đưa hai tay lên đầu. Xếp từ đồ, xếp đi đâu vậy? Phía sau có quỷ. Tôi đã gọi tiếp viện, ráng theo sát. Đối đầu giao thông từ đường Đại Toàn tới đại giác chuyển thành đèn đỏ, chặn bọn chúng lại. Thank you.
Đứng lại! Đứng lại! Nghi phạm đã xuống xe ở đường giáp tường. Bây giờ đã chạy trốn ra hướng đường an toàn. Chịu ra chạy. Tôi đã báo cho hai nhân viên cảnh sát chuyển sang hướng con đường của cô, ép Phan Đình Cúc tới chính giữa một cục của con đường. Bắt lấy cổ. Đừng chạy nha. Đứng yên. Bỏ cái túi xuống. Ok, qua đó cầm cổ lại. Quay lưng lại. Madam Jean, hãy dùng thiên nhãn coi thử bọn cướp ở đâu. Trong hẻm không có thiên nhãn, không thấy được. Vậy đây có bao nhiêu lối ra? Có tất cả 4 lối ra. Tới 4 lối ra, làm sao mà chặn đi? Cảnh sát, cho mình xe dừng đợi. Lúc nãy nghe có tiếng súng, bây giờ xe cảnh sát tới, nhất định xảy ra chuyện lớn qua coi. Ê, thôi đừng, nguy hiểm lắm, về nhà có tin tức là được rồi, đi mau. Coi trực tiếp kích thích hơn. Đi đi, cô điên rồi sao, nguy hiểm lắm đó. Làm gì đây, đi kiểm gì kỳ vậy? Không được đụng vô. Im miệng. Đừng, tôi không thấy gì hết, tôi không có đụng vô. Madam, đã giải quyết xong. Lần này đối mặt với 4 tên cướp tàn nhẫn, chỉ có một đồng nghiệp bị thương nhẹ. Thật sự cảm ơn các vị. Cảnh sát làm gì vậy thì nhỏ thôi. Sếp Từ Đồ, sao sếp phát hiện được còn có một tên cướp cầm đầu nữa? Ma quỷ có trong những chi tiết nhỏ. Thế giới này đại đa số người đều đi xuống theo dòng thuận lưu. Những người đi nghịch hướng, một là sức dũng cảm, hai là chắc chắn có vấn đề. Cũng may là sếp Từ Đồ nhìn thấy, nếu không thì toàn bộ chúng ta đều đã thành tổ ong mật ngọt rồi. Không phải tôi có bản lĩnh, mà do thiên nhãn giỏi. Tất cả mọi thứ đều không thể che giấu. Nếu như không thiên nhãn, bố trí thế nào cũng vô ích thôi. Hãy đề nghị cấp trên nên lắp đặt tại các con hẻm nhỏ. Hey, tóm lại hôm nay mọi người đều bên ăn vô sự, nhất định phải ăn mừng với nhau. Chúng tôi phải ăn mừng là tối nay. Mừng. Tôi không đi. Tuần trước bên cảnh sát đã nhận được tình báo, trải qua việc điều tra nhiều ngày liên tục. Sao lại không quay được khuôn mặt của anh cảnh sát đẹp trai đó ho? Vẫn chưa nhìn rõ mặt của ảnh. Wow, mới gặp lần đầu đã dễ giống y như thiệt đó. Hả? Cái gì chứ? Chị cũng biết trước giờ trí nhớ của tôi rất tốt mà. Dạ, thức uống xà mạc. Ê, tôi chưa có kêu thức uống. Tôi kêu giùm cô đó. Cô cũng đã hạn hán nhiều năm, còn khô hơn cả sa mạc. Nước uống này thích hợp với cô nhất. Cô nghĩ là tôi muốn vậy sao? Cô cũng biết công việc của tôi rồi. Ở công ty thì suốt ngày phải đối diện với hai người đàn ông. Đi ra ngoài đường lại không có người đàn ông nào tốt hết. Hơn nữa không phải tất cả đàn ông đều có thể chấp nhận công việc của tôi. Tại cô yêu cầu cao thôi. Cô muốn đẹp trai, phải, lại còn phải thông minh. Tôi hiểu được, con yêu cầu người đàn ông đó vừa có cá tánh lại vừa hài hước hóm hỉnh, vốn là mâu thuẫn với nhau. Trên đời làm gì có quái vật như vậy. Thì cũng phải, ảnh thật sự có cá tánh, nhưng cũng chưa chắc là ảnh hài hước. Nhưng mà ảnh đẹp trai, thông minh, lại có cá tánh nữa, phù hợp với ba điều kiện lớn của cô. Khó kiếm lắm đó cô hai. Lần này đừng có để vụt mất. Cái gì mà vụt mất? Còn chưa quen biết nhau nữa kìa, vụt mất. Kêu cô chủ động đưa quen biết người khác thì rất khó. Đưa tay ra đây. Đeo nó vô, bảo đảm cô sẽ có số đào hoa. Không có gì ngăn chặn được. Không chừng ảnh sẽ chủ động tới quen biết cô. Sếp Từ Đồ,
Chúng ta còn phải tới tiệm vàng nghe ngóng tin tức sao? Sao đi phía này? Sếp không sao chứ? Mấy ngày trước sếp nghe điện thoại xong thì thấp thỏm không yên. Không có sao hết. Sếp đang kiếm gì? Ý, tôi nhận ra hai người đang ngồi trong chiếc xe phía đối diện. Họ là đồng nghiệp đội điều tra ma túy. Không lẽ người đàn ông lái xe là kẻ buôn ma túy? Ê, sếp tôi đồ. Ê, anh lại đây. Về xe cảnh sát. Hướng này quẹo trái. Sếp tư đồ. Sếp tư đồ, có chuyện gì? Scarlett. Madam Nghị. Tư đồ bắt tin Sa Ba Hòa về rồi à? Sa Ba Hòa, tôi là cảnh sát Thiết Linh Nghị. Anh có chuyện gì có thể nói với tôi? À không, không có gì, tôi nói chuyện với sếp tư đồ thôi. Không có chuyện mà còn không đi. Tôi đi trước. Tư đồ, thường ngày lúc hành động anh tự làm theo ý của mình. Tôi có thể coi như anh nhất thời hấp tấp thận trọng giải quyết. Nhưng anh càng ngày càng quá đáng. Lúc lấy lời khai không những không ghi hình, còn bắt cả mục tiêu của đội điều tra ma túy về sở. Ở trong khu vực của mình, tôi nhìn thấy có kẻ khả nghi. Cũng không thể bắt hắn về đây hỏi vài câu sao? Đội trưởng của đội điều tra ma túy gọi điện thoại cho tôi, nói gần đây Sa Ba Hòa và Đại Khôi Hùng qua lại mật thiết, muốn lợi dụng hắn để moi ra cái ổ của Đại Khôi Hùng. Anh lại bất may động rừng, kêu tôi làm sao giải thích. Bản thân họ không theo dõi được người ta, tại sao phải còn chúng ta giải thích? Ngô tá trị tôi á, làm thám tử hơn 30 năm rồi. Cũng may là có các bạn phóng viên để mà thường xuyên đưa ngón tay cái ra để mà khen ngợi tôi. Những bài phỏng vấn nói về tôi á, ít nhiều gì cũng có 1000 đó. Ghê gớm vậy sao? Tôi kiếm ông Ngô tá trị. Có phải bây giờ không tiện lắm không? Anh giúp tôi tiếp đẩy ông ta trước đi. Tôi phỏng vấn xong là được rồi. Ừ, làm phiền anh ngồi đây chờ. Được, giám đốc của chúng tôi đang bận. Nè, tiếp theo đây là điểm chính đó. Ghi lại đi nha. Được được, tôi sẽ ghi lại mà. 30 năm về trước, Hồng Kông vốn dĩ không có cái ngành thám tử tư này đâu. Có thể nói rằng tôi là người đầu tiên đưa ra cái khái niệm này. Cách điều tra và phương pháp theo dõi của tôi đó hả, cả cảnh sát nước ngoài cũng cho rằng là vô cùng tuyệt vời luôn. Giám đốc Ngô à, thật sự rất cảm ơn ông hôm nay đã chia sẻ cho chúng tôi nhiều thông tin về ngành nghề như vậy. Chúng tôi đây rất là vui. Rất vui. Nhưng mà ông đang có khách, chúng tôi không làm phiền ông nữa. Như vậy đủ rồi sao? Chào ông, mình à, đi. Hai người có chụp đủ hình chưa? Đủ rồi, chụp đủ rồi. Giám đốc, chúng ta còn có khách đang đợi. Phải rồi. Anh à, có thể giúp gì được cho anh hay là không vậy? Tôi nghĩ ông không giúp được tôi rồi. Đã làm phiền ông. Nè anh à, không phải đâu. Công ty thám tử của chúng tôi rất là có tiêu chuẩn đó. Ý này nè, chúng tôi có giúp cảnh sát điều tra vụ án đó. Sếp à? Hả? Sếp? Hay là vô phòng nói chuyện đi nè. Trần này của chúng tôi là thám tử giỏi nhất Hồng Kông đó. Hay là hai người vô phòng tâm chiến, từ từ nói chuyện đi. Ở bên trong có rất nhiều thiết bị tân tiến. Mời. Wow, lúc nãy giám đốc của cô nói ở đây có rất nhiều thiết bị tân tiến mà. Sao không cảm thấy hả? Thì thiết bị tân tiến đương nhiên phải dung hòa thành một thể với cuộc sống, không dễ dàng cảm giác được đâu. Không lẽ bức hình này có gì kỳ lạ? Mời ngồi, nè mời ngồi, chúng ta bàn vô vấn đề chính đi. Thì dạ không phải chứ. Không biết có gì có thể giúp được anh không? Tôi muốn cô giúp tôi xâm nhập vào điện thoại của một người nào đó. Anh muốn lấy thông tin của đối phương? Không những cần thông tin của hắn, tôi cũng muốn giám sát nhất cử nhất động của hắn. Cách đơn giản nhất chính là lấy được điện thoại di động của đối phương, sau đó cài đặt chương trình vào. Nhưng mà cảnh sát mấy anh có một đội hình sự lớn lắm mà, tại sao phải kiếm công ty thám tử tư của chúng tôi giúp đỡ? Bởi vì tôi kiếm khắp đội tình báo hình sự cũng không kiếm được một người nữ đồng nghiệp xinh đẹp giống như cô có thể tiếp cận Đại Khôi Hùng. Tôi hy vọng anh có thể nghiêm túc mà trả lời câu hỏi này của tôi. Có nhiều chuyện chúng tôi không tự mình làm được. Chuyện này thì có chút khó khăn. Nếu như cô không muốn nhận thì tôi cũng hiểu. Ý, khoan đã. Trước giờ chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cảnh sát. Nhưng mà như vậy, anh muốn tôi giúp anh thì cũng phải cho tôi biết đối phương là người gì chứ. Hắn tên là Đại Khôi Hùng. Những chuyện còn lại thì tự cô điều tra. Vậy không biết anh tên là gì?
Theo thông thường tôi cũng phải giúp anh lập một hồ sơ. Tôi tên là Trang Ni. Trang Ni? Anh Trang hả? Cô là Trang Ni thì tôi là Trang Ni. Anh thật sự rất khác với người mà trước đây tôi từng gặp. Thì ra con người đúng là không nên nhìn bề ngoài không? Tôi thế nào vốn không quan trọng. Điều quan trọng nhất tiền là có thực. Chuyện này rất là gấp. Hãy đếm thử coi có đủ không. Không thành vấn đề. Tôi sẽ mau chóng giúp anh giải quyết. Đưa điện thoại đi. Làm gì? Đưa đây, không có lấy của cô đâu. Call me. Tôi để điện thoại của cô. Không lẽ quái vật thực sự sẽ xuất hiện sao? Ba à, ba đừng có suốt ngày nhìn lén có được không? Dạ con gái à, thật ra ba chỉ quan tâm cho con thôi. Thật ra cái tên Đại Khôi Hùng này là xã hội đen đó. Hắn buôn bán ma túy nữa, con có biết hay không? Hả? Người này không phải là xã hội đen sao? Tình rất nguy hiểm. Con không nhớ ba nói cái gì với con hay sao? Thần tiên qua thiết kiều, cường ti điếu đăng long. Lâu nay cô đâu có nhận vụ án phức tạp. Có phải thấy ông sếp đẹp trai không? Cái gì? Chết hả? Có phải là không muốn phát lương không? Tôi đúng là đang cần tiền gửi về quê. Yên tâm đi, con sẽ cẩn thận từ từ điều tra. Scarlett, tiêu đồ vẫn chưa về à? Dạ phải, điện thoại của ảnh gọi không được. Thần tượng của cô lại bị bệnh gì? Mấy ngày rồi không thấy bóng dáng của ảnh. Có thể là ảnh uống thuốc để đi ngủ. Hay là sau khi tan sở tôi tới nhà ảnh coi sao. Kiếm được ảnh gọi cho tôi. Alo. Tình à, hồi nãy tôi vừa mới nhìn thấy anh sếp đẹp trai của cô. Scarlett. Scarlett, qua đây. Ngồi. Cô nhìn đi. Bên kia kìa. Anh đi một mình hả? Mời tôi uống ly rượu đi. Thôi, bị người khác làm phiền mà cũng đẹp trai như vậy hả? Ảnh đẹp trai như vậy sao lại tới đây để kiếm mồi chứ? Chị, có thể người ta thấy coi người nổi tiếng thì sao? Cô nhìn kìa, cô Cecilia đó đang ở trong phòng kìa. Không thế nào, sếp từ đầu trước giờ không có hứng thú với giới giải trí mà. Không phải là anh muốn phá Felix Chang đâu chứ. Sếp à, hình như sếp rất lạ mặt đó. Có chuyện muốn bàn với anh. Vô trong rồi bàn. Em đừng có dạy anh nói thịt bò, thịt heo thế nào nữa. Anh yêu em nói sao đây hả? Sa răng hè. Wow, em nói tiếng má đẻ thiệt là hay đó. Bây giờ tao với chị dâu đi hẹn hò với nhau. Tụi bay đi chỗ khác giùm tao được không? Dạ đi, đại ca. Tụi mình đi cưng. Khỏi cần thôi. Bây giờ mình đi kiếm chút việc gì làm được hay không? Sa răng hè. Đi coi phim nha. Hôn nhân của Cecilia có biến đổi. Sao đi theo chúng tôi? Cái gì?
Tôi không có. Con không nhận? Tôi thật sự không có. Thằng nhóc đứng lại nè, đừng cử động nha. Cảnh sát đang làm việc, vô lòng đứng quan bên nè, đừng nhúng nhích nha mày đó. À, dạ tôi đã nói là không có mà. Thì tình có đi rồi, không bà. Đi rồi mà. Đi rồi kìa. Thế giờ bà giám đốc à, họ đã đi. Đi rồi sao? Ừ. Ê, con gái à, không phải là nói theo dở qua lo sao? Hồi nãy con nghiêm túc vậy chứ, cũng may là ba tới kịp lúc, con mới không sao đó. Bây giờ làm việc qua loa thì cũng phải có thứ đưa cho khách hàng mới được. Cũng do ba dạy con thôi, thả dây dài, câu cá lớn mà. Vậy không phải kéo càng lâu thì nhận càng nhiều tiền sao? Thì cô thả dây dài, câu rùa vàng thì đúng hơn. Cái gì? Hay ba giám đốc, mà kệ ảnh đi, những lời phú quý nó không có ý nghĩa. Vậy cũng phải. Ê, nguyên ngày con chưa có ăn gì hết đó, đừng có theo dõi nữa, đi kiếm lẩu ăn đi. Dạ. Trang Ni gọi tới. Nè, hai người đi lấy chỗ trước đi, lát nữa con qua. Được, chúng ta đi thôi. Được. Alo, Trang Ni, có chuyện gì? Muốn hỏi cô điều tra thế nào rồi? Tôi đã theo dõi hắn một ngày, đã kiếm được sự thật về hắn. Vậy cô tính khi nào hành động? Mau lắm thôi. Ây giờ, hắn đã vô trong ăn lẩu rồi, không nói ra nữa, vậy đi, bye bye. Thế nào? Cô tính đi ăn lẩu với Đại Khôi Hùng hả? Hồi nãy tôi không có ý gạt anh đâu. Thì mà... không cần giải thích. Nếu như cô không có lòng giúp tôi điều tra thì tôi sẽ kiếm người khác. Ấy nè, không phải. Tôi có điều tra. Tôi thật sự có điều tra mà. Nè anh coi đi. Hắn từ trong nhà đi ra phòng tắm hơi, tiếp theo đi quán nướng Hàn Quốc. Tất cả tôi đều chụp lại hết đó. Anh tin tôi đi, tôi đã tìm kiếm sự thật về hắn rồi. Ấy, tất cả việc hắn dùng điện thoại gì tôi cũng biết. Nhưng anh cũng thấy rồi đó, bên cạnh hắn rất nhiều đàn em. Cho tôi thêm chút thời gian nữa đi, tôi mới nghĩ ra được cơ hội tiếp cận hắn. Đã không còn thời gian nữa, cứ kéo dài như vậy thì em gái của tôi sẽ xảy ra chuyện. Nè, em gái, anh có em gái sao? Không ngại nói cho cô biết, mấy tháng trước em gái của tôi đã quen biết Đại Khôi Hùng, đã làm bạn gái của hắn. Nó còn nhỏ, không hiểu biết, nghĩ rằng Khôi Hùng kêu đàn em gọi nó là chị dâu thì thật sự thích nó. Nó khờ tới nỗi giúp Khôi Hùng mua bán ma túy, có khuyên cách nào cũng không chịu nghe. Ô tôi kì, sao tự nhiên lại nói tiếng Hàn Quốc? Tôi hả, đã điều tra được bạn gái bây giờ của Đại Khôi Hùng là một cô gái Hàn Quốc. Anh không biết tiếng Hàn Quốc sao? Giỏi lắm. Như vậy mới thử được cô, cũng có chút bản lĩnh. Giỏi lắm. Bắt anh nói một lời nói láo lớn như vậy vất vả cho anh rồi. Thì không phải là nói láo, cũng có chút sự thật đó. Tôi thật sự cũng có chút huyết thống Hàn Quốc. Không cảm thấy tôi có mấy phần giống ngôi sao Hàn Quốc hả? Nhìn góc độ nghiêng, góc độ nghiêng nè. Giống như anh vậy sao hả? Xin hỏi anh giống ngôi sao nào đây? Tôi là con lai Thái Hàn mà. Thái hả? Hàng hiếm đó nha. Đồ keo kiệt thì có. Vậy không phải là anh biết rất nhiều ngôn ngữ sao? Đúng vậy, biết chút thôi. Sao quên đi? Khâm xa mỹ tả. Anh yêu hà si ơ. Qua cũng có biết là hay ơ. Chuyện gì? Anh chưa từng nghe sao? Cái nét cục thứ nhất, lập tức nắm chặt ngón tay út thì không bị nữa. Coi bộ không có hiệu quả. Không lẽ không đủ sức? Để tôi giúp cô. Nè, anh muốn làm gì? Ê, hình như đã không còn nữa. Vậy đây là sao giúp cô nữa nha? Nè, Tinh à. Cô định ăn cắp điện thoại của Đại Khôi Hùng, nguy hiểm lắm. Có gì là nguy hiểm chứ? Tôi có toàn bộ kế hoạch rồi. Tôi đã theo dõi hắn vài ngày, tôi phát hiện được hắn mỗi tuần thứ hai, thứ sáu đều thích tới quán lẩu này để mà ăn lẩu. Thì thế nào, ăn lẩu không có được ngồi chung đâu. Là tiếp cận. Tới lúc đó tôi sẽ có một sự thay đổi lớn. Tôi sẽ hóa thân thành một tổ hợp con gái Hàn Quốc. Tinh 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 tinh. Tôi xinh đẹp như vậy, cộng thêm gần đây hắn đang mê mẩn phong cách Hàn Quốc,
Tôi vừa bước vô, hắn nhất định chịu không nổi mà không chớp mắt quay qua nhìn tôi. Được thôi, tôi giả bộ đang đợi mua thức ăn mang đi không có chỗ ngồi. Hắn nhìn thấy tôi còn không mau mời tôi qua ngồi. Cảm ơn nha anh đẹp trai. Tôi vừa qua đó ngồi xuống, rất tự nhiên đã để điện thoại giống như hệt của hắn lên trên bàn. Anh coi hùng cạn ly. Tiếp theo đó kiếm chủ đề để nói chuyện với hắn. Nói chuyện với nhau một hồi, anh coi hùng ăn rau đi, thì cùng nhau ăn lẩu với nhau. Hắn sẽ bị tôi cuốn hút. Anh xấu à, nhất định sẽ rất bối rối. Tới lúc đó thức ăn mang đi của tôi đã làm xong. Cảm ơn nhiều. Tôi tiện tay lấy luôn điện thoại của hắn. Bye bye. Rồi lập tức đi ngay. Còn anh sớm đã đứng ở bên ngoài đợi tôi. Tôi sẽ giao điện thoại của đại khôi hùng cho anh. Anh dùng tốc độ nhanh nhất lắp đặt chương trình Trojan đó vô. Đợi tới khi đại khôi hùng phát hiện không thấy cái điện thoại của mình đâu hết thì sẽ gọi điện thoại tới kiếm tôi. Tôi giả vờ không cẩn thận. Bây giờ lấy lộn rồi. Xin lỗi nha, nói lộn điện thoại của anh. Xin lỗi. Không sao đâu. Tôi đã lưu số điện thoại ở trong rồi. Gọi cho tôi nha. Được. Wow. Kế hoạch này của tôi thiệt là perfect. Nghe xong thì thấy có vẻ rất thuận lợi. Nhưng lỡ có chuyện ngoài ý. Điều xảy ra ngoài ý muốn chính là anh đó. Tôi cảnh cáo anh. Tối hôm đó anh ngoại trừ nhìn điện thoại và máy tính ra, tôi toàn thân từ trên xuống dưới trái phải trước sau anh nhìn cũng không được nhìn. Trong vòng 5 phút phải giải quyết xong. Làm ơn cho hai hộp thịt bò sắc lát mang về. Đợi một lát đi. À, được. Thì là xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây đợi thức ăn mang đi không? Bên đó không phải có chỗ sao? Bên đó gió lớn quá, tôi sợ lạnh mà. Đẹp nha. Cảm ơn. Anh đại khôi hùng. Sao mấy em tới trễ vậy? Sao anh không đợi tụi em tới rồi mới đúng. Ê, nè nè nè, đi đi, đi chỗ khác dạ, đi. Dạ đại ca. Nè nè, ngồi xuống ăn đi, mình ăn chung nha. Ngồi xuống ăn chung hả, ngồi đi. Bây giờ anh đại khôi hùng à, điện thoại của anh đẹp quá trời à. Đẹp thì đẹp đó. Chuyện nhỏ thôi, xài 100 ngàn mua một cái điện thoại khác thì suốt ngày không phải giống như mấy em rồi hay sao hả? Cầm chơi đi. Dễ rõ mày. Làm gì kiếm gì đây? Xin lỗi, xin lỗi. Muốn chết mày, làm ướt hết rồi nè. Xin lỗi. Muốn chết hay không? Muốn chết à? Xin lỗi mà. Sao vậy, đi được có mắt hay không? Mày bị đuôi hả? Còn cả lắm hay không? Xin lỗi. Tao đập cho mày một trận bây giờ. Mày muốn gì? Để tôi làm, để tôi làm. Cô chịu đó chưa? Thôi bỏ đi, ngồi xuống, tiếp tục ăn lẩu nha. Ê bà Tám kia, ăn cắp đồ của tao. Đuổi theo. Bên này. Nè, giải quyết cho mau đi. Hả? Kiểu điện thoại không có giống. Tôi mặc kệ. Thôi nè. Ê. Ê dạ. Thôi chết. Một tháng trước mình đã tới trung tâm thương mại này rồi mà. Thấy nó không? Không nhìn thấy đâu hết. Qua bên kia. Nè nè nè, xong rồi chưa? Xong rồi, bây giờ làm sao trả lại? Tôi đã có cách. Hả? Ơi. Ơi. Ê, chỗ kia, giữ lại, đừng trả lại. Các người đã điên hết rồi, trả lại cho các người. Bà Tám chắc tiền đừng có trả đấy. Chạy nè, mau tìm đi, mau tìm. Đâu rồi?
Alo, tôi đã giải quyết xong, anh mau tới phía gần biển đón tôi đi. Hai. Nhỏ mắt dịch, đồ khốn nạn, bắt tao lục thùng rác hả mày? Anh đẹp trai, anh đẹp trai, thật ra giỡn cho vui thôi, không giỡn được thì thôi, xin lỗi nha, xin lỗi. Nè, tụi bay nghe rõ chưa? Người ta chỉ nói giỡn chơi thôi đó. Giỡn chơi thôi, giỡn chơi thôi. Nhưng mà loại con gái như vậy tụi bay chơi nổi không hả? À, hơi không dễ đâu đại ca. Không chơi đâu. Không chơi hả? Cũng phải chơi, còn phải chơi cho tới cùng. Dám ăn cắp đồ của tao? Tôi cầu xin mấy người đừng làm bậy nha. Quỷ cái. Lên xe. Đuổi theo, mau đuổi theo, đuổi theo. Điện thoại này của anh đã cài thiết bị rồi, chắc có thể coi được điện thoại của đại khôi hùng. Phải hờ, coi được hết tất cả tin nhắn của hắn. Nè, hắn có người gọi tới. Đại ca, lô hàng đã giải quyết xong rồi. Qua vài ngày mới xuất hàng, mày coi chừng cái đàng hoàng. À nè, đưa thằng Long qua bên kho hàng lấy tiền xong giải quyết nó. Cảm ơn nhiều. Lần này đại khôi hùng chết chắc. Tôi chết, xin lỗi xin lỗi. Tôi không có ý đâu. Không sao, chuyện nhỏ đâu. Chuyện nhỏ thôi. Nhìn mặt của cô kìa, đại khôi hùng sa tài nặng như vậy sao? Có đau hay không? Sao vậy? Tôi cứ cảm thấy hình như là có người nhìn chúng ta vậy đó. Không phải chứ. Nè, rộng lưng một chút, cứ coi như để cho ông học hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nghi ngờ anh có liên quan tới một vụ án phóng hỏa, muốn mời anh về sở cảnh sát hợp tác điều tra. Vụ án phóng hỏa? Đây là cái túi gì? Tối qua lúc 11:40, ở lầu 9 của tòa nhà khu công nghiệp Lợi Đức Thắng, có một căn nhà bị người khác phóng hỏa. Một nhân viên bảo vệ ngăn chặn hung thủ nhưng không thành công, lại bị đánh bị thương. Anh giải thích thế nào? Tuy anh đã thay đồ khác, nhưng đôi giày của anh và tên hung thủ đó giống nhau như một. Đôi giày này được sản xuất với số lượng ít nhân ngày kỷ niệm 25 năm. Anh vẫn luôn nói với tôi rằng thiên nhãn là thứ khách quan nhất, đáng tin cậy nhất. Bây giờ chính thiên nhãn nói cho tôi biết, người có thể giống nhau, giày cũng có thể tương đồng. Hai chuyện này hợp chung lại mà nói, không phải là sự trùng hợp đơn giản gì đâu. Tóm lại tôi không phải là người này. Được. Vậy tối qua anh đã đi đâu? Còn về cái túi du lịch, anh giải thích thế nào? Sáng sớm đã cầm 3 triệu ra ngoài à? Madam à, cô nhất mực cứ nói là tôi làm. Vậy cô cho rằng một nhân viên cảnh sát có kỷ luật tốt thì có động cơ gì đột nhiên chạy đi phóng hỏa? Bề ngoài anh là cảnh sát có kỷ luật tốt, nhưng không có nghĩa là không thông đồng với đám buôn ma túy.
Scarlett, cho anh biết mấy hôm trước cô đã nhìn thấy cái gì? Hôm đó đàn em của Fletcher đang bán ma túy. Xếp thì đội nhìn thấy ảnh thì đã vô trong phòng với ảnh. Sau khi trở ra, hai người họ giống như đã bàn ổn thỏa với nhau. Chúng tôi cũng đã điều tra. Kho hàng bị người khác phóng hỏa là của Đại Khôi Hùng. Anh bắt tên Sa Bao Hòa về đây, có phải vì ngăn cản đội điều tra ma túy làm việc hay không? Không để cho họ bắt Đại Khôi Hùng. Nếu như tôi giúp Đại Khôi Hùng làm việc, thì tại sao tôi phải đốt ổ của hắn chứ? Vì các anh tự chém giết lẫn nhau. Mấy hôm nay anh không đi làm chính là giải quyết chuyện này. Kết quả bàn bạc không thành, vậy là anh đã phản lại hắn ta, dùng một trận hỏa hoạn đốt hết kho hàng của hắn, sau đó nhân cơ hội cướp lấy lô hàng và bán được 3 triệu. Có đúng hay không? Sếp Tư Đồ, chuyện gì sếp cũng không chịu nói. Chúng tôi rất khó có thể giúp được sếp. Tôi không có gì cần giải thích hết. Tôi muốn gặp luật sư. Có lộn không đây? Điện thoại cũng bỏ luôn, rõ ràng là không muốn thừa nhận. Không thừa nhận cái gì, anh sếp đó à? Hả? Không thừa nhận? Anh ta thanh toán cho hết tiền sao? À, không phải. Con còn chưa đòi được tiền làm thêm giờ thôi. Đang đòi. Ừ, đòi tiếp đi. Ê, không biết là đòi nợ hay đòi người. Thanh tra cao cấp Từ Đồ Thuấn có liên quan tới vụ án phóng hỏa hôm nay được đưa ra tòa xét xử. Bị cáo được phải bảo lãnh rồi sẽ điều tra anh sao? Anh đối với việc lần này có lạc quan hay không? Ê, chẳng trách gì con không kiếm được anh ta. Bên không tiết lộ ngay tại tòa, kho hàng liên quan tới vụ án này có một lô hàng ma túy bị đốt cháy, nghi là có cấu kết với tập đoàn buôn bán ma túy. Đúng là nhìn không ra, thì ra là người xấu. Ê, không biết có liên quan tới cái tên Đại Khai Hùng gì đó không ha? Nếu không cảnh sát lên tới đây mà hỏi chúng ta đó, thì chúng ta gặp rắc rối lớn. Thì đúng rồi. Đúng là chân nhân bất lộ tướng, thì ra là nội gián. Hả? Hả? Wow.